chào mọi người. Ô, có nút thuận nữa. Chào anh Thuận. Ô, có Trung Ngô nữa. Lâu quá mới vào xem anh live stream. Anh gọi tên Trung Lùng đi. Trung Lùng, Trung Lùng, Trung Lùng. Anh có gặp anh Thanh Lãnh không? Vẫn chưa hết bệnh, mũi vẫn khó khăn. Tico đây, bắt cóc Tico đây. Mà Tico nó mới vô. Sao mấy ba không đọc comment của tôi vậy mấy ba? Em thèm tí Doraemon nè, anh sốt bẩn. Em thèm tí hả? À, hôm nay đẹp trai dữ. Đẹp trai mà. Đang ở gì à? Sài Gòn Center. Em mới ngủ dậy ghê lắm. Thôi em ơi, em xạo quá em ơi. Thôi vậy bắt cóc ai? Bắt cóc fan đi. Không tới đâu nữa. Giống như là phải tiên được live trực tiếp anh vui thật. Sao bỏ bị đuổi xấu hoài vậy? Có thời gian đâu mà. Mọi người có đi coi phim Chí Phèo chưa? Mọi người có muốn hỏi gì về phim Chí Phèo không? Thì cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời hết cho. Trả lời hết luôn. Cứ hỏi đi, sẽ trả lời. Đeo trên là lộn rồi. Bài hát ô cha mẹ ơi sao bạn ơi. Thật ra đó là lúc khi mà đạo diễn cho cái tai phone đó rồi bắt đầu quay á, thì đạo diễn cho nghe một cái bài hát, nhưng mà bài hát nước ngoài mà mình không có rành nữa cho nên mình không biết hát gì. Mình đã chết rồi, ôi cha mà ơi, vậy là chết tôi rồi. Cái đạo diễn ố, bạn em hát bài này luôn đi. Cái tự hát, ôi cha mà ơi, ôi cha mà ơi.
Chí phèo sao không nhậu là sao? Coi em cho 18 bao nhiêu thì coi chí phèo ghét bấy nhiêu. Anh đóng biến thái vậy. Anh thích vậy. Anh trong phim ngầu ghê, ở ngoài không có ngầu hả? Anh bảo chào Mỹ Hương đi rồi đó. Bi Trần đại ca chào em đi rồi. Ok Khôi Nguyễn, chị đam mê em chưa 18 thôi, tính cách em còn rất chi là bựa. Em hỏi là tại sao chúng tôi đẹp trai thế? Ôi trời ơi, sao biết? Cô Cát đang làm việc ở đây, đang chở cô Cát đi công việc. Nhìn anh mệt mỏi quá vậy. Anh vẫn còn sốt, vẫn còn bị viêm xoang hành. Khúc cuối quả đầu tròn đẩy gì đâu, quả cầu tròn đẩy dân sống ảnh với chị Nam Thư bay hết hồn ghê. Sao bạn chào em đi, chào chào Tuyền Bích. Cuối cùng anh yêu tiếng luật. Sao anh không quên bị đổi xấu nữa? Tại vì anh không có thời gian. Nhiều lúc bị đổi xấu được cái lịch đó, thì dính lịch phim của anh, cho nên là chưa có duyên. Làm như comment cho anh không thấy Thiên Anh. Rồi thấy rồi đó. Anh vai Chí Phèo ạ. À, em đi coi đây là sẽ biết liền. Thích nhất lúc ông đội nón đeo khẩu trang trong phim Em Chưa 18, y hệt Lee Min Ho. Wow, hạnh phúc quá vậy. Thích nốt ruột của chú Tuấn. Nguyễn Quanh comment như con điên luôn, trôi mất hoài. Rồi Nguyễn Quanh, Bi Trần khỏe hơn chưa anh? Chưa. Nhanh nhanh ở nhau à, nhanh nhanh ở Sài Gòn nhanh nha. Sao không để tóc trắng cho đẹp à, để tóc trắng sẽ bị rụng tóc. Anh để tóc màu bạch kim đẹp hơn, để là bị rụng hết, của anh rụng hết luôn rồi. Em thích anh trong qua ngoài anh trong người ta rất dễ thương, ở ngoài không dễ thương ở trời. Anh tốt và yêu chị Cát nhiều nha, chúc anh chị Trang Nam hạnh phúc, sống có baby nha, yêu chị Cát lắm. Tấn nha Tấn. Dạ em chào chị Đại Ngọc Trâm, chúc cho sân khấu Ruby của chị và anh Hoàng Mèo, anh Hoàng Chuột và anh gì quên nữa ta đó. Thành công. Hôm nay là sân khấu Ruby của nghệ sĩ Đại Ngọc Trâm và theo Hoàng Mèo ra mắt ở quận Tân. Anh đóng Mùa Đời Chợ Lớn mới hay à, vậy hả? Chào anh, lâu lâu nhìn đẹp trai quá, nốt ruồi nhìn duyên quá. Anh cảm ơn em. Anh đỡ bệnh chưa Tuấn? Chưa, anh vẫn còn đang bệnh, vẫn chịu không nổi khi mà có hơi lạnh. Thiên Anh trôi comment hoài. Ủa comment gì trôi hoài vậy? Anh Tú, con nghe gọi trong nghề nói trước khi diễn viên chú là rocker với nội lực hát rất tốt. Đúng rồi. Nó dở chứ, hát rất ghê. Anh có uống thuốc không? Em kê toa cho anh đi mua. Em nói thật đó. Ok anh, inbox cho anh đi. Anh bị viêm xoang nè, nó hành nè, rồi sổ mũi, nghẹt mũi, cổ họng thì hơi đau. Chào lại em cái đi Út Nôn. Hello anh Tấn. Anh chào em Ngọc Anh, Aria Nguyễn. Nữ chính phim Chiếc Phèo đóng cùng anh là ai thế? Nữ chính hả? Cùng đóng cùng anh hả? Đóng cùng anh là ai ta? Đóng cùng anh là chỉ có chị Nam Thư nè, Phương Trinh Julie nè, rồi chị Thu Trang nè. Đeo khẩu trang vào đi anh. Anh để quên khẩu trang ở nhà rồi. Sao không nhuộm tên lại tóc Em Chưa 18 đẹp trai? Trời, nhuộm là rụng luôn á. Anh mà để tóc Em Chưa 18 cỡ mấy tháng nữa, mấy tháng là sẽ chuyển qua đầu trọc. Tại vì nó sẽ rụng hết, nó sẽ bị hư da đầu hết. Cỡ này còn đá gà không bằng Tuấn. Hả? Đá gà gì vậy?
hít hoài luôn rồi, ta ơi gọi tên con đi rồi câm khùng. Con thấy chú chào lại luôn, không thấy chú chào lại luôn. Ngô Thấm, Hoàng Phương Linh, Hồng Thư, Thiên Thanh, anh bị viêm xoay dị ứng, anh mua thuốc gì Nasalit hả? Nasalit hình như nó là cái hũ, hình như lúc trước anh cũng có uống cái đó rồi cũng không xi nhê gì hết. Mua thuốc uống đi anh ơi, anh có vẻ mệt lắm. Đang học mà vô xem có nào em bị tịch thu điện thoại không? Rồi. Alo học đi trời ơi. Hôm trước em có chuyển khoản một ít ủng hộ chị Vượng giúp cho chùa ghép tấm bảng mã vô bảo nhé, yêu hai người. À cảm ơn em. Cảm ơn em. Trời ơi. Em bình thường quá. Cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh. Xin chào, em đóng phim hài từ lâu rồi mà hoa mà rất là lớn rồi. Cảm ơn Hà Thu Võ. Qua con làm gì Trâm? Sao con không lết qua nhà? Mày qua đây đi. Giờ anh còn bận đi đóng phim. Anh ơi, cả đám tụi em đã trốn việc ngồi xem anh like nè. Trời ơi, Win Cherry. Em có bị viêm sao nhưng không biết cách nào chị cho khỏi nữa. Anh cũng bó tay luôn. Thảo Trân, Đặng Thái Sơn. Gì vậy? Em bán bộ đội tóc giả của Pháp đảm bảo phục hồi dầu xả hả? Sống đẻo bệnh dội rồi. Cái tên đẻo thiệt. Lâm Vĩnh Thâm nhìn giống say quá vậy đồ. Say à, bị viêm xoang nó hành đến bây giờ là hai con mắt nó lờ đờ lờ đờ lờ đờ, cái đầu nó quay. Anh ơi em 18 chén không anh. À chứ nó chịu không nổi. Viêm xa thì đắp gừng giả với súng hả? Giả với súng là gì? Gừng giả với súng là gì? Súng là súng gì? Chu Việt An mặt dê sồn. Tại sao con lại nói gì nhở? Anh ơi cây xương cá chị viêm xoang chết cha, hôm nay anh quên hút. Ngân Hà nè, Trần Thị Yến Xu, cuối cùng Nguyên Cherry cuối cùng cũng một lần được idol gọi tên em. Sao không, sao có đóng phim mới nữa không hả? Hỏi ai vậy chị? Nhiều lần cũng bớt hơn đó anh à, trong đây comment nhiều quá nên trôi đó anh. Tụi em comment nãy giờ mà anh không thấy. Thiên Anh rồi, thấy rồi đó. Anh gọi tên em đi. Đang đang gì đó? Anger, Angela. Phan Anh bên đội sao buồn quá. Mà đâu vui muốn chết, buồn gì? Nghị anh nhớ em quá Nghị ơi. Trời ơi,
chỗ được anh Tuấn mời kìa, mừng quá trời ơi. Trời ơi, hôm nay không đi quay với anh. Hôm nay anh không đi quay, anh đi ra mắt sân khấu của anh Hoàng Mèo với Trường Ngọc Trâm á. Sao À rồi, anh chở chị em Phượng đi có công việc tin trên Facebook rồi, rồi anh có diễn không? không? Anh đâu có hạnh phúc như em đâu, được diễn sân khấu đâu. Trời ơi, anh đừng có nói vậy. Trời ơi, chẳng qua là anh không có muốn diễn thôi chứ. Anh về kịch Hồng Dân lúc nào cũng chào đón hết. Có em chào đón thôi chứ ba dỗ đâu cho anh về đâu. Ai? Ba dỗ, Sao không cho? ba Bác dỗ, Dô hả? Bác Dô có quyền gì mà cấm anh diễn? ba dỗ với lại gì đó gì anh Tiên á. Anh Tiên đâu có thường xuyên dựng ở sân khấu đâu. Vậy hả? Anh Tiên bây giờ làm ở ngoài nhiều chứ ở Cái sân gì, khấu ít lắm. anh Tiên bây giờ ra ngoài làm luôn rồi? Vậy Thì thì bây đó. giờ là sân khấu đó là em nắm chùm luôn rồi Thôi 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 thôi, hả bắt đầu lại, bắt đầu đó, lại bắt đầu đó. Nghị? Thôi. Giùm ấy giùm em nha, không có chuyện đó đâu. Đáng nhà Em mới đi quay về. hả? À vậy hả, mới tẩy Mới trang quay phải về. không? Mới tẩy trang, mới tắm rửa xong sạch sẽ ra livestream với anh. Hẹn gì nhìn thấy gớm. Cái gì thấy gớm? Ôi em ốm đi phải không Nghị? Em đâu mập lên chứ ốm gì? Vậy hả? Tại vì Tại body em trước giờ á. không phải, tại vì anh thấy cái mặt em nó bằng với cái màn hình luôn rồi đó. Tại vì em để gần anh khùng á. Vậy hả? Em để xa nè, anh thấy chưa? Đây em để gần để cho anh thấy rõ mặt em đây. Lâu rồi không có phim nào anh em đi chung ha, buồn ha. Cái phim kia sao không thấy nói ra mắt Thì đó. sao kỳ Không thấy chiếu luôn. Một năm trời, tròn năm rồi đó. một Tròn một năm năm ấy rồi. hả? Một năm rồi. Cũng vô đợt này năm ngoái anh em mình quay nè, ở nghĩa địa nè, gì Anh nữa. còn nhớ lúc đó là anh cho em mượn đồ nữa mà đúng không? Đồ gì anh? Mượn Đồ ghế gì? nằm nè, rồi em nằm xong rồi em làm dơ luôn cái ghế của anh mới giặt Trời hôm ơi, qua luôn á, trời. một năm rồi bây giờ anh mới giặt Trời. hôm qua luôn á. Trời ơi, trời ơi là trời. Nhắc ba mấy cái chuyện nó cũng nhắc lại được hay thiệt. Anh có phim anh giới thiệu cho em đi với, anh đàn anh phải dẫn dắt đàn em chứ trời. Nhưng mà giờ anh đâu có nổi bằng em đâu Nghị. Thôi 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 em xin anh. Dạ, được rồi anh Tuấn. Em bây giờ quán quân rồi. Rồi thôi 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 thôi, quán quân gì? Anh nói em quán quân gì? Làm gì có cái nào em quán quân đâu. Ủa em chưa quán quân Em hả? giải nhì thôi à. Chưa, Em em cố giải gắng nhì thôi thi nữa à. đi cho thành quán quân luôn. Thôi không thi nữa, không thi nữa. Giờ em già bằng anh 2 năm trước rồi. Em già hả? Em già rồi, em già bằng anh 2 năm trước Không mà nếu á. mà để hai cái mặt ra xem thì em cũng bằng anh luôn á Nghị. Bảy, anh nói gì fan, Hỏi mọi người thì fan về em anh giận anh thôi, á. Anh hỏi nói thì vậy là về fan em giận giận anh chết luôn á. fan em Fan em giận lúc anh nào hả, cũng, fan em nó giận anh á. thì em Fan em hỏi lúc khán nào giả cũng kêu đi. anh thiệt à. Mấy bạn thấy anh Nghị đẹp trai không? Nó hỏi trẻ hay không thôi chứ đâu có đẹp trai. Em nói đẹp trai là em thua anh chắc luôn á Nghị. Ok, thì đẹp trai Em em hỏi thua cho anh, nó bậy chắc á. chắn là em trẻ hơn anh rồi. Chắc chắn là mấy bạn coi tôi với anh Tuấn coi là ai trẻ hơn nào. Ai trẻ hơn nè? Chưa ai trả lời nè. Để coi đọc tình. Trời, 1k view rồi kìa, ghê chưa? Hên quá, Giờ được em á, Minh Tuấn giờ mời em vô nói chuyện cái trời ơi. Chắc là lượt follow của em chắc là cũng sẽ được theo anh Tuấn. đâu đó coi được mà. Sao không có ai nói luôn Chưa có thấy già đâu à. Anh nghĩ không đẹp, ok. Nhân Sky anh xin phép ghim em.
ai kêu tôi ai kêu tôi mà già mà xấu là tôi ghim nhan, tôi nói trước á. Anh Tuấn Sủa ca hơn là cái gì? Sủa Ca hả? sủa ca anh Anh Tuấn mấy trẻ bạn hơn. anh Tuấn già hơn anh Nghị khoảng vài tuổi. Trong nghề Anh thì Tuấn chắc trẻ hơn khi mà nè. chắc nếu như mà mới mới vô nghề mà gặp anh Tuấn thì chắc là Nghị phải gọi anh Tuấn là chú. Cái gì vậy? Chú hả Nghị? Em phải gọi chú. Trời đang sắp Em phải mưa gọi anh đây là Nghị. chú. Em nói Xuân gọi Nghị anh là đẹp chú. hơn nha. Ok Cái gì? kìa, anh Tuấn đọc comment đi. Xuân Nghị đẹp đẹp hơn nha kìa. Nguyễn Trời Thị Thanh ơi. Nga, ok, Nguyễn I Thị love Thanh Nga. Hình như là chị em hay sao không ơi Nghị ơi. you. Ê, làm gì có, bạn khán giả trên mạng á, Hình như em không biết nó á. là chị ruột của em hay sao quá Nghị. Ê, chị ruột em ở ngoài Nha Trang bây giờ đang đi dạy văn rồi. Có, chị em làm giờ này là giờ đi dạy mà, mấy thứ hai đầu tuần. Xuân Nghị em trai chị duyên quá, cảm ơn chị Nguyễn Uyên, trời ơi hạnh phúc quá. Khóc khóc luôn à. Không, chỗ có mặt Văn Khoa vô coi luôn kìa. Ok bé tẹo, ok chê tôi già xấu, ok. Gì Xuân Nghị mũi bự quá kìa. Mũi mũi bự là sau này giàu. Anh Tuấn thấy không, em không bao giờ em đi sửa một cái gì trên trên mặt em hết, mặc dù là nó không có đẹp Đúng rồi. nhưng mà em vẫn giữ. Ừ. Mai Nhưng mà mốt em ngày còn đóng xưa nó phim điện đẹp ảnh hơn với Nghị anh Tuấn đi ơi. chứ. Hồi Cái nét xưa của em ngày xưa đẹp lắm. nào, hồi xưa nào Hồi lần đầu tiên mà anh biết em. Lần đầu tiên mà anh biết em á là em bảy diễn bên sân khấu thì má Super Bowl á lúc đó đẹp lắm. Lúc đó mà em hồi xuất hiện trưa, một hồi cái xưa là tưởng Huy Khánh không. cái gì anh nói gì à, Thì lúc đó anh nói gì anh bị lỡ anh miệng á, anh bị hơi bị nói thái quá. gì Chứ không thật trời ơi, sao lúc ai chê tôi đó xấu trai. Cái ông kia mũi to như trái mận, ok, có vẻ như là em cảm thấy hơi bị sai lầm khi mà nhận lời live stream cùng với anh vô đây, em bị chửi quá trời luôn. hùng á đâu có đâu, tại mọi người nói dễ thương mà. Xuân Trời Xuân ơi Nghị sửa mũi đi kìa, mũi ai bự khuyên nhà em đi bác sửa mũi kìa, kìa. thôi sửa mũi chi, sửa mũi nó bị đơ, mặt nó không có linh động. Cái gì Cơ nó mặt bị đơ hả? à, Nếu vậy là em không thấy chị em thấy Deja vậy á. rồi. Không, nói chung là do cảm nhận của em thôi, em không có thích cái khuôn mặt của em nó bị đơ cứng quá, để vậy cái cơ mặt em lúc nào nó cũng linh hoạt hết, anh thấy không? Linh hoạt thì em sửa đây thôi, đúng không? Nó vẫn linh hoạt bên đây, đúng không? Thôi ví dụ như mũi bây giờ mũi em đang thẳng gì đúng không, em bẻ nó qua bên trái nè, anh coi nè, anh thấy không? Anh thấy em bẻ qua trái không, anh bẻ qua phải cũng Chị được, Lê Giang cũng làm được. chứ mà một Chị Lê Giang cũng làm hả được mà. Đâu được, Chị Lê không được Giang cũng đâu. làm được mà. Nên chị Lê Giang làm à, cái mũi nó đứng im Không một được. chỗ vậy luôn, sừng sững luôn thiệt. Thôi anh nói chuyện với lại các bạn đi, em chắc là Em hát một em bài. lùi về phía sau để em thấy rõ hơn hả, Em hát một bài chắc rồi em em chào nên khán lùi, giả đi. em chào khán giả à. Anh muốn em hát bài gì cho mấy Hát bạn một bài. nghe nè.
bài gì đã hot hot đi. Mấy bạn muốn tôi hát bài gì mấy bạn comment đi, tôi hát cho tôi tặng anh Tuấn luôn. Ừ đúng rồi đó. Anh Tuấn bỏ thuốc lên, anh Tuấn đừng hút thuốc nữa, anh Tuấn. Anh đâu Anh không bữa Tuấn. đâu. Ừ anh già rồi, anh Mày đừng nên giúp hút đã hút thuốc thuốc nữa. vậy Đấy. Em không có hút, em bà bỏ mày rồi, kia. em không hút thuốc. Thì trời ơi chửi. Trời ơi livestream mà chửi luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Chửi chửi à. Ông livestream mà ông chửi luôn kìa. Có mấy bạn comment em Tụi gái mình đây mưa là gió cơ. túy âm đồ này nọ hả? Túy âm là cái Túy âm anh chưa nghe bài túy âm đó là hả? gì Bài á? đó Hát nghe đi, nghe em không biết hát bài nghe đi, đó, hát không bài nghe đó đi. khó khó thuộc lời lắm, cái lời nó khó thuộc lắm em không biết hát. Hát cái nhạc được rồi, có bao giờ Trời để ý tôi cái lời đâu. em sợ em hát cũng được thôi chứ em, nhưng mà em sợ em hát cái xong rồi mấy bạn chuyển qua em, mấy bạn không có follow anh nữa em không thích vậy, mất công anh em mất đoàn kết. Anh đâu sao đâu, anh bỏ tiền ra anh mua tiếp được mà. Trời ơi, mua follow luôn hả? Anh Ừ mua follow anh Tuấn. hả, Rồi, bộ mặt thật ra rồi, thấy chưa? Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn mua follow. Em mà em không bao giờ em mua follow nha anh Tuấn. ý nói là em anh chỉ có nhiêu đây khán giả thôi mà, khán giả bỏ anh hết rồi thì anh phải đi mua chứ anh cũng đâu có ai thêm được nữa đâu. Than trộn than thì than xạo, Ê mày hát đi. Mẹ bà không hát đi. than ở trần nhìn em thấy ghê quá thì có anh, để em chờ em chút xíu em bận áo vô cho nó lịch sự nha. Tại Thôi hát lẹ đi, ta còn có 10% mà. ok, đuổi tôi, ok, anh đuổi tôi, ok. Rồi, hát nào. Con thằng lằn con, ok. Sau đây là Trời ca khúc Hai ơi. con thằng lằn con. Tôi nghĩ xin gửi đến Kiều Minh Tuấn và tất cả các bạn đang coi livestream. Hai con thằng lằn con đua nhau căng nhau đứt đuôi. Ba thằng lằn buồn thiêu gọi chung đến mới mang trò. Ôi con này ngu, cha mày cắn đứt đuôi em mày. Cắn đứt đuôi em mày lấy cái gì mà cắn đây? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Cảm ơn quý vị. Này này, Dạ sao em có bị hụt hẫng bao giờ chưa? em bị hoài. Cảm giác bây Em bị giờ em hoài cũng hả? khá là không, nhưng mà quan trọng diễn viên mình là mình phải tin tin vào vô cái nhân vật của mình, tin vào những gì mình đang diễn. Em tin. Không, Em tin em mà hát hay, em hát hả? hay Cái gì anh? mà, Thì chứ sao, em hát hay, nữa, em hát em hát hay hay mà. hơn anh, nghiêm túc, em hát có nhịp điệu Trời đàng ơi hoàng luôn, anh Tuấn, thiệt nghiêm túc. anh so sánh gì vậy anh Tuấn? Anh Tuấn đừng, anh đừng có so sánh vậy, kỳ quá vậy. Tự nhiên so sánh em hát hay hơn anh sao, tự nhiên thấy không có giá trị chút xíu nào vậy. Em hát hay hơn anh, nhưng mà tại vì anh Thì không tất thích, nhiên rồi, không thích gì. anh không thích Anh nghe không em thích hát. gì, Không thích bởi nghe vì em kỳ hát vậy, thôi chứ em hát hay sao á. kỳ vậy, Ừ tại vì anh không thích hay mà. gì đó, thì anh đâu nói em hát dở đâu, chẳng qua là anh không thích nghe em hát thôi. Ý anh là anh ghen ăn tức ở với lại cái giọng hát của em như gì đúng không? Không phải nghe anh tức thở nhưng mà anh không thích thôi, Kìa mấy bạn kêu anh Tuấn hiểu hát đi kìa, bây giờ tên hát tặng em á. không? Anh Còn hát đi anh Tuấn, hát đi đừng có anh ngại, còn không có có, sao hết, không có anh còn được sao. 10% à. Thôi được rồi, từ bây giờ tới tới 10% là được 10 bài hát nữa.
anh hát đi Đối với anh bị nghẹt, anh không có lên, không anh bất la nữa, anh bị nghẹt anh mũi. Tuấn không không có sao hết anh Tuấn, mọi người sẽ xí xóa hết cho những cái mà nhược điểm của anh hiện tại bây giờ vì bệnh tật này nọ, bỏ qua hết, người ta chỉ Không cần được. cái sự nhiệt tình của anh tặng cho người ta thôi. Em hát rồi anh hát Nhưng mà đi, anh không chấp đừng nhận ngại. được. Hát Hả? như vậy á, rồi những thầy cô trong trường thanh nhạc sẽ chửi anh, sẽ nói anh là mày cầm cái bằng thủ khoa làm cái gì mà mày hát dở như vậy. Anh buồn sao? Ủa? Ủa anh học diễn chứ anh đâu phải học hát đâu mà khán giả sẽ thông cảm với anh, em Trước khi phải. anh vô trường sân khấu là anh học nhạc đó em, anh đậu thủ khoa mà. Tao nói thiệt mà, nghĩ làm gì vậy? Không á, không á, không Cho có gì nên hết, không có gì hết, không có gì hết, không không, có gì hết, không có gì cho hết. nên á, vô trường sân khấu á, anh học diễn viên á, là đến cái môn mà thanh nhạc á, là anh lấy điểm từ bên kia lấy qua, anh đâu có thi đâu. Anh thủ khoa mà, anh thủ khoa năm 2006. Anh nói thiệt mà trời, em nghe cái giọng anh đó, nếu mà hình như là em có biết đàn đúng không, Em biết đúng không, đàn chứ. em nghe giọng anh đó. Thì em nghe giọng anh là em biết là anh có thể lên lốp xí luôn đúng không? Thôi nói giỡn với hát bài nghe chơi, tặng mấy bạn ấy kêu quá trời. Thủ khoa thanh nhạc thì không ăn kìa, quá trời luôn kìa. Kìa đó, hát đi. Không có gì hết á. Hồi bữa ở ngoài nghĩa địa anh còn hát chung với em mà. Nhưng mà bây giờ Em nghe anh hát rồi. giờ Em biết hát giọng bài gì bây giờ hát, bài gì bây giờ? mấy bạn ơi, comment cho anh Tuấn hát đi nào. Yêu là phải tha thu. Ok. Yêu là tha thu đúng không? Ok. Ok, anh hát tông nó hơi Rồi, lệch xem nha, lịch, cổ vũ cho anh thông nhé. cảm nha, tại vì hôm nay anh đang bệnh. Ok. Chứ Rồi, sau thường đây á là thì ca khúc là Yêu là ví phải dụ tha như thu là cho cái các. phim, để tao giới thiệu cái đã, mẹ bà mày. Ok, giới thiệu đi. hôm nay là Tuấn là có bệnh trong người, chứ thường á thì là Ok. bài Yêu Là Tha Thu á thì Odyssey hát tông đô thì Tuấn có thể lên tông xí nhé. Ok. Chọn tâm Ok thí là luôn.